Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành tổ chức hội thi liên quan tiếng hát mầm non cấp huyện năm học 2022-2023. Hội thi thu hút 14 đội tham gia đến từ các trường mầm non trên địa bàn huyện. Theo đó, mỗi đội thi tự chọn nội dung để dàn dựng một chủ đề cụ thể phù hợp với lứa tuổi mầm non. Mỗi chương trình có từ 4 đến 5 tiết mục. Hội thi nhằm tuyên truyền về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Qua đó, các trường mầm non nâng cao chất lượng âm nhạc cho trẻ, giúp cơ sở giáo dục mầm non trẻ có cơ hội học hỏi, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Tại Tân Hưng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng vừa tổ chức hội thi tiếng hát tuổi mầm non cấp huyện năm 2023. Đến với hội thi, mỗi trường tự chọn nội dung để dàn dựng một chủ đề cụ thể, thời lượng không quá 30 phút một đội, gồm các thể loại múa, đơn ca, tốp ca, hát múa, quạt cảnh. Nội dung chủ đề ca ngợi tình yêu đối với quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ, tình yêu biển đảo, truyền thống cách mạng, nhà trường, thầy cô và bạn bè. Hội thi tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho trẻ mầm non, được giao lưu thể hiện sở trường, giúp trẻ phát triển năng khiếu.